Trong suốt chiều dài lịch sử, thành phố Tuyên Quang luôn luôn giữ vị trí quan trọng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Tuyên Quang, một vùng đất có bề dày lịch sử từng là phên rậu của Trung Châu và kinh đô Thăng Long. Thành phố Tuyên Quang là một trong 7 đơn vị hành chính của tỉnh Tuyên Quang. Trải qua hàng nghìn năm chinh phục thiên nhiên, bằng sức lực, bằng trí tuệ của mình, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã tạo dựng nên một vùng đất trù phú, thanh bình và những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần phong phú. Tuyên Quang xưa bao gồm cả tỉnh Hà Giang, một phần đất của tỉnh Cao Bằng và tỉnh Yên Bái ngày nay. Vào thời kỳ Hùng Vương, An Dương Vương, Tuyên Quang thuộc bộ Tân Hưng. Từ thế kỷ 10, trải qua các triều đại phong kiến, từ nhà Ngô 939, 967, nhà Đinh 968, 980, nhà Tiền Lê 980 đến 1009, nhà Lý 1010-1225, nhà Trần 1225-1400, nhà Hồ từ 1400 đến 1407, nhà Lê 1428 đến 1527, nhà Mạc 1527 đến năm 1595, nhà Lê Trung Hưng 1533 đến 1789, nhà Tây Sơn từ năm 1788 đến năm 1802, nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Địa giới tỉnh Tuyên Quang có nhiều thay đổi, nhưng địa bàn thành phố Tuyên Quang ngày nay vẫn là trụ sở của một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Thời Lý, Trần, địa bàn thành phố Tuyên Quang ngày nay thuộc huyện Sóc Sùng. Thời kỳ nhà Minh cai trị thuộc huyện Văn Yên. Thời nhà Lê thuộc huyện Sùng Yên, năm Quang Thuận thứ 7, 1466, đổi là huyện Phúc Yên. Năm Minh Mệnh thứ 3, 1822, đổi là huyện Hàm Yên. Địa bàn thành phố Tuyên Quang ngày nay thuộc Tổng Trung Môn và Tổng Yên Lĩnh, huyện Hàm Yên. Thời Lê Trung Hưng, thành phố Tuyên Quang ngày nay là vùng đất cát cứ riêng của họ Vũ, dân gian thường gọi là Chúa Bầu. Họ Vũ nhân thời loạn tự lập ở Tuyên Quang, chống chính quyền cai trị Thăng Long, trấn trị Tuyên Quang từ năm 1527 đến năm 1699. Các đời họ Vũ được gọi chung là Chúa Bầu, truyền nối được 6 đời, 5 thế hệ, trấn giữ Tuyên Quang 200 năm. Thành Bình Ca, hay còn gọi là thành nhà Bầu, được các chúa Bầu xây dựng từ những năm 30 đến 60 của thế kỷ thứ 16, nay thuộc xóm Tân Thành, xã An Khang. Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 9 hectare, theo địa hình tự nhiên trên các sườn đồi. Đến thời Lê, thành Tuyên Quang, nhân dân vẫn gọi là thành nhà Mạc, được xây dựng tại thành phố Tuyên Quang. Lúc đầu, thành được đắp bằng đất, đến thời nhà Mạc được gia cố thêm. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, chu vi thành Tuyên Quang là 274 trượng, cao 7 thước 2 tấc, hao rộng 4 thước, sâu 5 thước, mở 3 cửa. Trong thành có quả núi đất, có hành cung dựng ở địa phận xã Ỷ La. Từ khi xây dựng cho đến đầu thế kỷ 20, thành Tuyên Quang được sử dụng vào mục đích quân sự. Từ đời Lê trở về sau, các triều đại đều cho đóng quân ở thành cổ Tuyên Quang. Trước đây đấy, thì Tuyên Quang bao gồm có một phủ, một huyện và năm châu. Lúc đó Tuyên Quang ấy, có đường xá đi lại tương đối là thuận lợi, nên người ta thường gọi Tuyên Quang là Trung Châu của kinh kỳ là như vậy. Thế nên chính vì thế mà đường xá đi lại thuận lợi, đời sống nhân dân thì tuy rằng là dân cư cũng thưa thớt thôi,
Thế nhưng việc buôn bán của các thuyền buôn, của các nhà buôn ấy, đều lên Tuyên Quang để buôn bán. Nên là Tuyên Quang cũng trở nên hết sức là tấp nập. Và hơn nữa, ở Tuyên Quang lại có chợ Tam Cờ ngay gần sông. Thế cho nên chính vì thế mà cái việc buôn bán cũng như là đời sống của nhân dân cũng được cải thiện một bước. Năm 1891, thực dân Pháp xóa bỏ tỉnh Tuyên Quang, tách thành đạo Quan Bình II và đạo Quan Bình III. Địa bàn thành phố Tuyên Quang ngày nay thuộc tiểu quân khu Tuyên Quang, đạo Quan Bình III. Ngày 29 tháng 8 năm 1916, quyền thống sứ Bắc Kỳ ra quyết định từ ngày 1 tháng 1 năm 1917, huyện Yên Sơn được thành lập, gồm các tổng Sơn Đô, Yên Lĩnh, Bình Ca, Thường Túc, Lang Quán, Trung Môn, Đồng Yên, Điền Sơn, tách từ huyện Hàm Yên, và tổng Kim Quan, tách từ Châu Sơn Dương. Huyện lỵ huyện Yên Sơn ở tỉnh lỵ Tuyên Quang, thành Tuyên Quang thuộc huyện Yên Sơn. Sau nhiều nghị định xác định địa giới hành chính của Tổng Thư ký Phủ Toàn quyền Đông Dương, thì đến thời kỳ tiền khởi nghĩa, huyện Yên Sơn phân chia thành 5 khu vực. Mỗi khu vực sát nhập với một số xã của các huyện khác để thành lập ra các châu phủ Hồng Thái, Khánh Thiện, Tự Do, Toàn Thắng, Quyết Thắng. Thời kỳ này, sau khi chiếm được Tuyên Quang, thực dân Pháp đã tiến hành tạo dựng cơ sở hạ tầng cho một đô thị thuộc địa. Những tuyến đường ra vào tỉnh lỵ bằng ô tô dùng nhiên liệu than đá hay theo đường thủy bằng các loại tàu nhỏ chạy động cơ hơi nước. Vài cây cầu như cầu Bình Chù, Móc Răng, cầu Trà được xây dựng. Tỉnh lỵ Tuyên Quang nhỏ bé hội tụ đủ những yếu tố xã hội, con người và cảnh sắc để tạo nên một đô thị đích thực ở một tỉnh miền núi. Tỉnh lỵ đã khá đầy đủ cơ sở vật chất như nhà máy nước, nhà máy điện, bệnh viện, trường học, kho bạc, ngân hàng, bưu điện, bến phà, rạp tuồng. Tuy nhiên, những dịch vụ này chỉ dành cho quan lại, viên chức và một số người giàu có. Người dân lao động vẫn sống trong cảnh tối tăm, đói nghèo, lạc hậu, khốn cùng với chính sách vơ vét tài nguyên thuộc địa của thực dân Pháp. Tỉnh Tuyên Quang cũng như là thành phố Tuyên Quang hiện nay thì bị thực dân Pháp xâm lược vào năm 1884, ngay khi mà chúng đặt chân lên cái đất Tuyên Quang này thì chúng vấp phải luôn cái sự chống trả, đánh trả của nhân dân Tuyên Quang. Lúc đó thì khi mà Pháp chiếm thì cái thị xã của chúng ta, đấy, cứ nói là thị xã lúc đó đi, thì chủ yếu là thị dân, tức là có những người buôn bán và những người làm nghề thủ công. Những người thủ công mà như người ta hay gọi là những thợ, những ông phó, tức là có thể là phó rèn, rồi là phó cạo, rồi là phó mộc, là người làm nghề thủ công. Thì khi thực dân Pháp nó xâm lược rồi thì nó thứ nhất là nó tổ chức một cái bộ máy cai trị, chứ về quân sự thì nó có các cái đồn binh, rồi thì về kinh tế thì nó lập ra các sở cẩm, rồi thì tức là nhà đoan, tức là vùng thuế quan đấy. Thế rồi thì là nó cũng có xây dựng một vài cái công trình phục vụ kỹ thuật để phục vụ cho cái sự phục của quan lại người Pháp, ví dụ như là nhà máy điện, nhà máy nước, thì những cái đó thì nó cũng bắc ra thì người dân cũng được hưởng, mà chủ yếu là nó phục vụ cho cái giai cấp thống trị. Thì khi mà thực dân Pháp xong thống trị rồi thì chúng bắt đầu tổ chức khai thác, và chúng bắt đầu khai thác cái mỏ kẽm ở Tràng Đà năm 1905. Và đến năm 1915 thì bắt đầu khai thác mỏ than Tuyên Quang. Và cái mỏ này cũng là có cái trữ lượng lớn, và công thợ mỏ là có lúc cao điểm lên tới 1.000 người. Và từ đây thì là thành cái thị xã Tuyên Quang của chúng ta hình thành một cái bộ phận của giai cấp công nhân. Cái việc đó là hết sức quan trọng cho cái quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc sau này. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đang đứng tại di tích địa điểm thành lập chi bộ mỏ than. Tại đây thì vào ngày 20 tháng 3 năm 1940 đã diễn ra lễ thành lập chi bộ mỏ than, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Tuyên Quang. Vào thời điểm đó thì chi bộ có 7 đảng viên và đồng chí Vũ Mùi là bí thư. Ngay sau khi ra đời, chi bộ mỏ than đã lãnh đạo việc thành lập đội tự vệ mỏ than.
Nhiệm vụ của đội tự vệ đó chính là bảo vệ những cuộc họp bí mật của chi bộ, theo dõi, phát hiện và làm vô hiệu hóa những hoạt động của mật thám. Những hoạt động của chi bộ Mỏ Than trong thời điểm đó đã thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng tại vùng đất Tuyên Quang trong những giai đoạn sau này. Tháng 5 năm 1946, Ủy ban Hành chính tỉnh Tuyên Quang được thành lập. Địa giới hành chính bao gồm hai khu phố Xuân Hòa và Tam Cờ nằm bên hữu ngạn sông Lô với diện tích khoảng 1 km vuông. Sau khi giải tán rồi lại tái lập vào năm 1955, thị xã Tuyên Quang gồm 5 khu phố là Minh Tân, xã Tắc, Tam Cờ, Xuân Hòa, Quang Trung, dân số trên 7.500 người. Đến năm 2008, điều chỉnh các xã An Tường, Lưỡng Vượng, An Khang, Thái Long và Đội Cấn về thị xã Tuyên Quang, đồng thời thành lập thêm các phường Tân Hà, Ỷ La, Nông Tiến. Ngày 2 tháng 7 năm 2010, thành lập thành phố Tuyên Quang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Tuyên Quang, bao gồm 7 phường, 6 xã. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, từ khi bước vào thời kỳ đổi mới năm 1986 và đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh, diện mạo đô thị của thị xã và sau này là thành phố Tuyên Quang đổi thay và phát triển nhanh chóng. Thành phố được xây dựng trên mặt bằng cũ, được mở rộng, hoạch định và thiết kế theo tầm nhìn phát triển lâu dài. Các đường phố được nắn thẳng, mở rộng, thống nhất với những kiến trúc cũ có giá trị lịch sử, văn hóa cần được bảo tồn. Những thiết chế văn hóa cơ bản được xây dựng vừa phục vụ đời sống nhân dân, vừa tạo điểm nhấn cho đô thị như đài tưởng niệm, bảo tàng, thư viện, trung tâm hội nghị. Đặc biệt, quảng trường Nguyễn Tất Thành với sức chứa trên 20.000 người trên tổng diện tích 8,5 ha như một điểm nhấn đầy ấn tượng. Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, diện mạo đô thị của thành phố Tuyên Quang đang đổi thay từng ngày, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Thành Tuyên hiện tại và tương lai không chỉ là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Tuyên Quang đang trên tiến trình văn minh hiện đại, hội nhập với các địa phương trong cả nước, mà còn là một đô thị bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh phố rộng, nhà cao, vẫn uy nghi bóng dáng thành cổ với rêu phong trầm mặc. Bên cạnh kiến trúc hiện đại là nét cổ kính của đền chùa miếu mạo. Cách chỗ đô thị không xa là những căn nhà sàn truyền thống. Người dân Thành Tuyên dẫu theo nếp sống phố thị vẫn trân quý, giữ gìn những tập quán truyền thống tốt đẹp, nét chất phác, thuần hậu, mến khách của người miền núi. Thành Tuyên không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ cư dân bản địa mà còn là quê hương của những người từ nơi khác đến đây sinh cơ, lập nghiệp.